Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại kênh của mình, kênh video 868 Vlog. Đấy, hôm nay mình tiếp tục làm một cái video quay về món dê nhúng huyết mọi người ạ. Nghe cái tên đã hấp dẫn rồi mọi người ơi. Món này ăn rất là ngon đó mọi người ạ. Đấy, đây là cái đùi dê mình đã chuẩn bị lọc rồi mọi người ạ. Chút mình sẽ thái ra xong rồi mình để ở phía ngoài, xong mình sẽ cho vào rồi huyết nhúng mọi người ạ. Bê lặng của mọi người tay mọi người đấy, này lồi nhúng huyết siêu to siêu khổng lồ mọi người, đây dê rất là ngon mọi người, dê tươi đấy, mình lấy cái phần đùi phía sau mình làm mọi người, có cả đuôi cho mọi người này, đấy, món này rất là ngon mọi người, ăn kèm theo với rau cải xanh thái nhỏ mùng tơi này, rau tí tô mọi người, rất là hấp dẫn. Một món ăn khá tốn bia tốn rượu đấy mọi người. Đây món dê nhúng huyết của mình rất là đặc biệt mọi người ạ. Đấy, đấy sử dụng huyết tươi mọi người ạ. Tiết của con dê thả vào rất là ngọt mọi người ạ. Đấy, đây mọi người này, cái dê này đấy, rất là hấp dẫn mọi người. Đây, đây là tiết dê mọi người này. Đấy, mình ăn đâu mình sẽ cho tiết dê vào cái nồi nước lèo đó mọi người, cái thịt dê thái mỏng xong mình sẽ nhúng vào, ăn kèm những rau cải xanh, rau tí tô thái nhỏ mọi người nhé, đấy, rất hấp dẫn mọi người ạ. Đây cái xương ống mình sẽ hầm với nước lèo này, đấy. Một món ăn rất là ngon đó mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ chế cái nước lèo cho mọi người nhé, bây giờ mình sẽ xây dầu ăn mọi người, dầu ăn tí mình sẽ phi hành tím này, xả cái gừng mọi người. Mình cho cái xương ống dê này nữa mọi người, cái xương dầu ống dê xào xào mình xào, mình cho cái nước vui sôi để nhiệt vào. Lớp bột sôi để nguội mọi người ơi. Làm cho nó ra cái nước cốt làm cho trước rồi. Đổ thêm nước vào. Tí mình cho ít bột ngọt thôi để cái tiết nó mặn rồi không có cho thêm cái gì nữa. Để cho tiết đi. Cho bột ngọt với tiêu thôi. Rồi mình cho nước vào mình đun sôi đấy mọi người nhé, đấy mình đun sôi ra cái nước cốt này, đấy xương xương ống dê đấy mọi người, ống dê nó cái tủy nó ra rất là ngọt mọi người, mình cho ít bột ngọt thôi, ngọt thêm chút thêm cái tiết nó mặn rồi mình cũng cho nữa, cho ít bột ngọt thì cái tiết nó cũng mặn rồi, à nó cũng ngọt rồi, là nó mặn rồi mình không có cho mắm muối gì nữa, không phải tính ra mình cho tiết ra thì tiếp là nó vừa gia vị rồi, tại cái tiết lúc đầu đã hãm mặn rồi. Hạ mặn rồi nó không đông được. Đấy. Mình cứ hầm cứ sôi tí là mình sẽ thái thịt dê mình thả lên luôn rồi ạ. Không là mình thả huyết dê vào luôn, huyết tươi luôn. Đấy, rồi thái thịt dê rồi mọi người. Đấy, nước nào cứ sôi thôi, cứ sôi cho mà nó ra cái nước tủy của cái xương ống này rất là ngọt mọi người. Cứ mình cho cái tiết vào nó cũng ngọt rồi. Xương ống của mình, xương ống dê nó ra cái tủy rất là ngon rồi, xương ống này. Cái tủy của nó này này, cái tủy nó trắng, tí lấy cái ống hút nó hút mọi người ạ, nó ra rất là ngọt. Đây mọi người, cái tủy nó đỏ tươi này, nó không rõ này, nước này nó ngọt nhờ cái tủy này mọi người, cái tủy trắng này, đấy. Tí mình lấy cái đầu tủy ra này mọi người, đấy, đấy. Cái này lấy cái ống hút mình hút cái tủy nha, nó ngọt lắm, rất là hấp dẫn mọi người, món này rất là tốn huyệt tốn rượu.
Nước lèo, cái nước lèo của nó rất là đặc biệt mọi người. Thì đã thêm rất là nhiều gia vị trong đó này mọi người. Cái hạt dổi, hạt bắp kén cho nó hết này. Tiêu rừng nữa. Rất là nhiều gia vị, rất là ngon. Đây đang thái thịt dê đó mọi người ơi, rau tí tô này, tí thái nhỏ đó mọi người ạ. Mọi người mình đang thái thịt dê mọi người nhá. Đây mình đang thái thịt dê như biết đây mọi người. Lặp đùi ra thái như này. Rất là ngon mọi người. Dê đỏ chót không mọi người. Đấy, dê thái muốn biết đấy. Đùi này mọi người. Lặp đùi sau này. Loại này rất là ngon. Rất là ngon mọi người. Rất là ngon. Đây mọi người, thịt dê mình đã thái gần xong rồi mọi người này. Đấy, thịt dê rất là ngon mọi người, mình thái cái thôi. Vừa da vừa thịt rất là ngon. Đấy, rất là tươi ngon. Đấy, thịt dê của mình này. Mình thái mỏng như này mọi người ạ. Món này nhúng huyết thì ngon tuyệt vời rồi mọi người ạ. Đấy, thịt dê rất là đỏ tươi mọi người, cái đùi sau của nó này rất là ngon. Cái phần xương ống mình chút mình cho vào cái nước lèo mình đun đấy, chặt ra hấp dẫn chưa. Mình sẽ đi thái tí tô nhé mọi người nhá, thái tí tô nhỏ nó để tí nhúng huyết này mọi người ơi, rau này này. Đấy, chúng mình sẽ giấu thái cái rau này, rau cải xanh nhé, thái nhuyễn này, thái nhỏ đó mọi người. Đây thì dê già thái xong rồi mọi người, thái xong rồi, rất là tươi, ăn thịt ngon không? Đấy. Này nhúng ăn rất là ngọt mọi người, nhúng cái huyết dính vào cái này ăn rất là ngọt. Lấy theo cái tô nhé mọi người ơi. Lấy cái tô nhé. Tô để tôi nhúng huyết đấy. Cái rau này thơm lắm mọi người ạ. Chứ là rất là nhiều bệnh. Rất là tốt.
cái nhỏ như vậy ăn rất là ngon. Cái xôi đâu mình thả cái rau này vào như vậy thơm lắm mọi người, ăn món này rất là đặc biệt, phải thiếu cái rau này không được. Trong những cái loại rau mà tạo nên món ăn này là rau tí tô này rất là hấp dẫn. Rồi mình thấy là xong mọi người ơi, rau này ăn phải nhìn không có rau này ăn ngon. Để làm cái tốt. Đấy rất là ngon mọi người ơi. Đấy. Sau cái tô của mình đã xong rồi đây. Đấy. Để hấp dẫn đi mọi người. Đấy. Rồi ra đi. Chúng ta ăn có xong rồi đây. Ôi trời lạnh quá. Ôi đấy, lạnh chưa mọi người ơi. Ôi xong rồi. Nhá, món dê nhúng huyết của mình đã xong rồi mọi người ơi. Đây. Rất là hấp dẫn mọi người ơi. Đây, sung muối này mọi người này, chấm treo này, đấy. Huyết tươi này, rau tí tô này. Đấy rau cải thái nhỏ này. Rồi thịt dê đây mọi người ơi. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ ăn nhá mọi người nhá. Bây giờ mình sẽ chén thôi. Đây, rau tí tô mình thái nhỏ này mọi người. Đấy. Thái nhỏ như này mọi người này, cứ xôi đến đâu mình thả thịt dê với cái rau này vào mọi người ạ, huyết dê ở đấy, cái rau cải xanh ăn rất là đặc biệt mọi người, rất là ngon đấy. Đây cho thịt dê vào nhé mọi người. Đây cho thịt dê vào đây. Rồi cho ít tiết vào. Đấy, ăn đâu mình thả đấy thôi. Thế là ngon rồi ạ. Rồi cho đi rau này, đi rau này. Rồi, cả cái tô cải xanh ở đây, đấy, hấp dẫn chưa? Đấy. Rồi, sôi lên ăn rồi, rất là ngọt rồi. Đấy, thịt dê này. Dê đây, đấy, rất là ngon, chín này ngon rồi nữa. Này dê này mọi người này, chín đấy, nóng quá, dê nóng quá mọi người, ăn chao, chúng chao này, chúng chao mọi người, dê, muốn sung quế. Rất là ngon mọi người. Rất là dê. Rất hấp dẫn mọi người. Ngon quá. Rồi dê chín rồi mọi người. Ôi nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Rất là ngon mọi người. Rất hấp dẫn dê mọi người. Mời mọi người nhá. Bỏ lắm. Phải rượu này. Rồi cho đi rau vào. Quá. Rau vào rất ngon mọi người. Cái đó chín rồi mọi người. Nhúng huyết của tao các bạn này. Rượu này rất ngon này. Rượu rất là ngon à. Ngon quá mọi người. Rồi thử cái dê cũng biết thấy thế nào. Đó là cái ly để dưới đất thờ múc cho mình. Mình sẽ phải thôi. Ba mình đâu? Ba mình đây à? Ngon quá mọi người. Rất là dê, rất là ngọt.